Xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay mình sẽ trở lại và review một sản phẩm. Tuy nó không phải là sản phẩm mới nhưng bây giờ mình mới có cái điều kiện mua và trải nghiệm. Cũng như có nhiều bạn, khá nhiều bạn thắc mắc về sản phẩm này, không biết là nó có tốt không, sử dụng nó như thế nào và nó có xứng đáng giá tiền không. Thì sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay chính là một chiếc Xiaomi gậy tự sướng kiêm tripod. Gậy này thì chúng ta vừa có thể làm tự sướng, vừa có thể sử dụng nó để chụp ảnh tripod với ba chân cắm xuống. Và đặc biệt là những bạn nào thích phơi sáng thì có thể sử dụng con này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Sản phẩm Xiaomi này của chúng ta sẽ đi kèm theo một nút bấm Bluetooth có thể gắn được. Đây, nút bấm của nó đây. Đấy, nút này có thể sạc được. Cổng micro USB. Tiếp theo, bên trong chúng ta có một tờ giấy của Xiaomi. Không quan tâm, sản phẩm này không đi cùng, không đi kèm dây sạc hay dây cáp gì với bạn nhé. Đấy, đây là sản phẩm chính của chúng ta, mình thì gọn ra đây. Thiết kế cầm khá chắc tay. Và đây có một cái chỗ để cho chúng ta gắn cái thiết bị, cái nút bấm Bluetooth này. Các bạn có thể nhìn được cái tem nó này. Đấy, thì ở đây nó cũng có cái rãnh này, thì chúng ta cứ lắp theo đúng chiều từ trên xuống dưới là được. Các bạn nhấn vào như vậy là xong. Đấy, về cơ bản thì chúng ta vẫn có một cái chiếc gậy tự sướng. Có thể kéo dài lên để thêm bàn nước để hết cỡ đây. Khá cứng cáp, chất liệu là vỉ nhôm. Cái miếng đế này có thể xoay, xoay và xoay cho nấc rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra thì cái phần kẹp của nó khá to. Với một số dòng điện thoại như kiểu Galaxy Note thì nó có thể kẹp tốt mà không sợ bị quá lực quá mạnh vào, cái này dẫn đến máy sau này có vấn đề gì đấy. Chẳng hạn như Galaxy của mình thì ngay cả sử dụng ô chống sốc vẫn có thể sử dụng để kèm vào cách dễ dàng, không khoan một chút nào cả. Và như đã nói thì đây là một chiếc tripod, chúng ta có thể bẻ này dưới ra. Giờ đây bạn có thể thấy nó hơi lỏng lẻo nhưng mà không phải đâu, thì chúng ta để thấy rất chắc chắn luôn, rất chắc chắn luôn. Bạn có thể gắn. Giờ chúng ta có thể dùng con chiếc tripod này của Xiaomi này để quay. Phần trục xoay này của nó cũng là theo theo rãnh luôn, rất chắc chắn, không sợ. Để bây giờ mình sẽ tiến hành thử khởi động cái nút Bluetooth này. Đầu tiên là mình sẽ bật Bluetooth trên thiết bị của mình đã, cho đến mình giữ. Như bạn thấy này, cái biểu tượng đầu sáng màu xanh này, nhấp nháy nhấp nháy này. Chúng ta chỉ việc vào phần Bluetooth tìm kiếm. Không biết con à đây rồi, thiết bị có tên là XMZPG này, iPhone 5C của Nhật, lock của Nhật rồi, vẫn bắt được này. Đến mà để kết nối. Đấy, đã kết nối. Như vậy chúng ta đã kết nối xong. Bấm ở đây thì là bấm chuông, nhưng mà thử vào trong phần camera. Mình chụp được cái hộp đi, hay chụp được cái miếng giấy đấy đi. Cứ bấm này. Nè,
các bạn có thể tách chưa? Đấy, nó dây luôn công cụ chụp ảnh. Và để tắt thì tất nhiên chúng ta chỉ giữ trong vài giây, sau đó nhả ra là nó sẽ tự tắt. Trước tiên là phải ngắt cái nối thiết bị ra. Đấy, ban đầu một chút là nó sẽ tự tắt chứ không phải là có nút tắt cho nó. Sản phẩm này mình cũng không rõ là pin bao nhiêu và sử dụng bao lâu thì phải sản phẩm pin 60 mAh. Ok, thử ý đi nhỉ. Đây cũng nó chỉ là chụp ảnh thôi mà. Có nhưng phải giữ, chúng ta phải giữ chứ không phải để tắt. Giữ vài giây nữa để đèn này mới phát là có thể tắt được. Đấy, trên đây là toàn bộ sản phẩm mình mới review lần này. Một chiếc chai tripod của Xiaomi. Chiếc này hiện nay đang có giá dao động tại các cửa hàng, nó rơi vào khoảng tầm 300 cho đến 350. Ở sản phẩm mình mua thì nó có giá hơn 300 chút, tuy nhiên nó hoàn toàn xứng đáng. Và bắt đầu từ những video sau mình sẽ sử dụng con này để quay. Nếu anh em nào thấy thích video này của mình thì để lại một like và một subscribe để ủng hộ mình cho những video lần kế tiếp. Cảm ơn anh em.